Hey, chào mọi người. Đây là một chiếc video về Apprentice, chương trình thực tập sinh dành cho các bạn đang theo học tại Pháp. Mình hiện đang học năm 2 Master in Learning Science tại Đại học Université Paris-Cité tại Paris. Một trong những lý do khiến cho mình chọn Pháp làm bến đổi tiếp theo vì đất nước này hỗ trợ sinh viên làm thực tập hoặc là học việc tại các công ty. Và ngành học của mình cũng hỗ trợ điều đó. Để hoàn thành chương trình Master, mình cần làm thực tập 3-6 tháng trong năm thứ nhất và 6-9 tháng trong năm thứ hai, hoặc sẽ làm Apprentice 12 tháng trong năm thứ hai. Thực tập sinh hay còn gọi là apprentice là một hình thức học việc tại công ty hoặc các viện nghiên cứu dành cho các bạn dưới 29 tuổi ở Pháp. Thời lượng làm việc là 7 tiếng một ngày, một tuần làm 5 ngày và một tháng làm 3 tuần, còn một tuần sẽ dành cho việc học. Apprentice thì khác gì với là intern? Như mình đã nói trong clip về một ngày làm thực tập tại viện Learning Analytics, apprentice nhiều trách nhiệm hơn, yêu cầu cao hơn và tương ứng là sẽ được trả mức lương cao hơn. Tùy vào độ tuổi và bằng cấp học thuật mà mình sẽ được nhận những mức lương khác nhau. Cao nhất sẽ dành cho các bạn ở độ tuổi từ 27 đến 29 tuổi và đang học Master. Như vậy, mức lương cao nhất sẽ tầm 1.675 euro một tháng, không phải trả thuế, và đây chính là mức lương cơ bản tại Pháp. Tùy vào công ty sẽ có những khoản hỗ trợ thêm cho đối tượng apprentice, như là bonus hàng tháng, phí đi lại, hỗ trợ thêm nếu như mà mình làm việc tại nhà. Cá nhân mình thấy sống ở Paris thì mức lương này hoàn toàn ổn, dư sức để trang trải sinh hoạt phí và kể cả du lịch trong châu Âu. Sau khi kết thúc đợt thực tập tại viện Learning Analytics, mình được nhận vào làm thực tập sinh ở team Global Academy ở Danone, một trong 20 tập đoàn lớn nhất của Pháp. Còn nhớ mùa hè năm ngoái, tìm kiếm thực tập là một điều gì đó thật sự khó khăn với mình. Thay vì ủ rũ trong nhà, mình đã chủ động gặp gỡ bạn bè nhiều hơn. Thật biết ơn vì điều đó đã giúp mình tìm thấy một vị trí thực tập như mơ khi ấy, và hơn cả là apprentice ở Danone lúc này. Đợt ấy, đang xếp hàng mua trà sữa thì con bạn mình hỏi kiếm thực tập sao rồi Tú. Mình bảo vẫn chưa mẹ. Thế là nó share với mình một cái link tuyển từ Danone cho vị trí Global Learning Apprentice. Mình đọc sơ qua cái requirements, tim mình thật sự đã nhảy thêm một nhịp. Đây chính là mình, chắc chắn công ty này đang tìm mình. Lúc ấy mình chả biết Danone như nào. Về nhà search lại thì thấy, ôi cái công ty này xịn quá, phải apply ngay và luôn mới được. Sau một tuần thì công ty báo mình đậu vòng hồ sơ, tiếp đến là hẹn phỏng vấn với nhân sự. Sau đấy thì mình được offer intern, cho nên mình cũng không đặt nhiều kỳ vọng. Đi làm intern được 2 tuần thì công ty lại liên hệ bảo phỏng vấn tiếp với Learning Manager, tức là sếp của mình bây giờ. Ngày phỏng vấn, mình khiêng mấy cái chậu cây để phía sau làm background cho đẹp. Ai ngờ cùng gu với sếp mình, bác ấy bảo chưa gì mà thấy hợp quá, phòng tao cũng có nhiều cây lắm nè. Mày thích trồng cây hả? Đây là buổi phỏng vấn nhẹ nhàng và vui vẻ nhất mà mình từng trải qua. Cuối buổi mình cảm ơn vì đã dành cơ hội phỏng vấn cho mình. Mình nghe được nhiều góc nhìn hay trong việc thiết kế và quản lý đào tạo trong môi trường làm việc của một tập đoàn đa quốc gia, rất thú vị. Bác cũng cảm ơn mình vì đã chia sẻ kiến thức về Learning Analytics với bác. Và bác công nhận mình là một strong candidate, rất mong sẽ được làm việc cùng mình trong tương lai. Sau đấy mình khá là hài lòng với buổi phỏng vấn nhưng cũng không mong đợi gì nhiều, vì cũng an tâm là đang có thực tập rồi, có gì năm sau mình tính tiếp. Và một tuần sau thì mình nhận được offer từ Danone. Môi trường làm việc ở Danone khá cởi mở, với các không gian làm việc theo kiểu kiến trúc mở. Mình có thể lựa chọn ngồi làm việc ở bất kỳ nơi nào trong công ty, hoặc mình có thể chọn làm việc ở nhà 2-3 ngày một tuần, và công ty sẽ hỗ trợ thêm 7 em một ngày nếu mà mình work from home. Nhiệm vụ chính của mình ở trong team là làm phân tích số liệu liên quan đến e-learning, dựng dashboard, quản lý các event section về đào tạo trên hệ sinh thái dành cho phát triển chuyên môn ở công ty, và thiết kế các khóa đào tạo e-learning trên CampusX, một learning management system được sử dụng trong công ty mình. Sếp mình cho mình rất nhiều cơ hội để thử sức với các công việc khác nhau, và mình thật sự biết ơn vì điều đó. Dĩ nhiên có rất nhiều nhiệm vụ đặt ra mà mình chưa biết làm. Một điều mà cô mình dạy mình từ hồi làm intern bên này là không được nói tôi không biết làm, mà hãy đặt thêm các câu hỏi được cái người mà đưa ra nhiệm vụ cho mình, người ta mô tả kỹ hơn về cái outcome mà họ muốn, và nói rằng mình sẽ tìm hiểu thêm. Sau đấy thì chủ động set up các meeting để trao đổi thêm về tiến độ và định hướng các bước tiếp theo. Sếp mình hài lòng lắm, bác ấy rất thích cái cách mà mình làm việc theo một vòng lặp, làm, review và tiếp tục phát triển. Mình viết nốt hàng ngày về các công việc mà mình làm, nên khi sếp hỏi mình có bằng chứng show ra được những việc mình đang làm, cái nào mình thích, cái nào mình mong được làm nhiều hơn. Vì mình nói không hay, cho nên những khoản nốt này sẽ hỗ trợ mình tốt hơn những việc giao tiếp với sếp,
Một điểm cộng mà mình khá thích khi làm việc ở Danone là công ty có căng tin, cho nên mình không phải lo nghĩ đến bữa trưa. Cứ 12 giờ xuống là có một bữa ngon lành. Dạo gần đây có nhiều bạn hỏi mình về chương trình Master bên Phần. Mình thấy học Learning Science ở Pháp cũng có nhiều cái hay lắm. Tuy không đi sâu về học thuật và nghiên cứu như ở bên Phần, nhưng bên này nhiều cơ hội cho mảng thực hành hơn. Nhờ vậy và cơ hội tìm kiếm việc làm cũng sẽ tốt hơn. Mỗi năm team của mình sẽ nhận 2 đợt intern. Mỗi đợt sẽ 3 bạn làm việc trong 6 tháng. Còn ở Prontist thì mỗi năm 1 đợt và duy nhất 1 bạn làm việc trong 1 năm. Công ty cũng offer yogurt, dessert, sữa, nước ép free cho nhân viên ở khu coffee, cho nên đây là một địa điểm yêu thích để mọi người gặp gỡ, xây dựng network và thư giãn sau 1-2 tiếng ngồi làm việc căng thẳng. Và còn nhiều những ưu đãi khác nữa từ Danone khiến đây là một trong những môi trường làm việc hàng đầu tại Pháp. Đây là góc làm việc thân quen của mình nè. Hàng ngày đều có bác CEO, trưởng HR và cả lead của team Global đi qua đi lại chào bonjour ça va với mình. Mọi người ở đây dễ thương lắm, cho nên mỗi ngày đi làm đều là một niềm vui với mình cả. Nếu bạn đang tìm kiếm ngành học Master về Learning Science thì mình tin rằng Pháp cũng là một nơi đáng cân nhắc với các cơ hội về intern và apprentice tại các công ty lớn, vừa giúp mình tăng kinh nghiệm để có thêm thu nhập mà không phải lo lắng về gánh nặng tài chính. Vừa học vừa làm tuy vất vả vì mình phải phân phối thời gian cho cả hai, sao cho vẫn hoàn thành việc ở công ty mà vẫn có bài submit đều cho trường, lại còn làm thesis nữa chứ. Cứ mà ngẫm lại thì mình cùng với sự bận rộn tại thời điểm này không phải chính là mong ước lớn nhất của mình vào thời điểm tìm kiếm thực tập năm trước hay sao? Thank you for everything. We're aiming for the next big thing. I'll see you soon on the other side. I'm grateful for the memories. We're aiming for the next big thing. I'll see you soon on the other side.